Xin chào tất cả các bạn nha. Video này mình theo bạn tham gia một chương trình góp qua Tulip để tham gia vào danh sách trắng để hỗ trợ cặn Huki này bạn, mạng Solana các bạn, để cho các bạn ít 10 ít 20 tỷ sản các bạn. Thì để tham gia giao hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình nha bạn. Các bạn copy hashtag này nè. Kèo này kèo khá ngon bạn, khó mà lọt vào những danh sách trắng các bạn. Tiếp tục các bạn follow từ Twitter đó. Xin chào Twitter các bạn, theo dõi này các bạn like này các bạn chỉ dẫn từ viết chỉ tan ba người bạn vào người ta các bạn like chỉ dẫn từ viết dưới hashtag các bạn đã copy hồi nãy các bạn và tan ba người bạn vào người ta các bạn. Rồi tiếp tục các bạn từ viết lên nè. Sau khi từ viết lên xong thì các bạn mới đập lên các bạn. Đây các bạn mà từ tơ các bạn lại nè, các bạn nhập vào báo em cùng nè. Các bạn nhập vào hồ sơ nè. Rồi các bạn qua bài tờ quýt, các bạn chia sẻ bài tờ quýt này các bạn. Rồi các bạn sẽ check liên kết nè. Rồi các bạn mới đập lại, mới đập lại cái link form hồi nãy nha các bạn. Rồi các bạn dán vô đây nè. Rồi tiếp tục thì các bạn vào hàng này mình dịch cái này ăn. Rồi các bạn dán link từ quýt vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn cho anh sao nha các bạn. Đang cộng anh 1133 sorry các bạn cho anh sao kênh group kênh channel đúng không các bạn. Rồi tiếp tục bạn vào địa chỉ Solana Wallet thì các bạn đăng ký một cái tài khoản trên solana.io các bạn, và nhớ luôn 12 chữ cụm từ vào mặt nha các bạn. Thì các bạn điền mật khẩu rồi luôn 12 cụm từ vào mặt rồi các bạn. Rồi các bạn bấm nhấp cho mũi tên nè, các bạn bấm reset nè, bạn copy địa chỉ dưới nha các bạn. Rồi các bạn mới được lên telephone hồi nãy các bạn, các bạn nhấn vô đây nè. Rồi từ các bạn bấm gỡ được xong rồi các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn bạn tham gia danh sách trắng hầu tôi cần Huki đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo tôi nhé.